được nói gương các ngài biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài ca nơi ta ơn chúa muôn đời linh yên an Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính chào. Hôm nay chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria nguyễn thị mai hiền Teresa nguyễn thị thanh hương linh hồn nguyễn bá Hoang, Doa kim nguyễn văn lập Mikael nguyễn trung quân và Francisco Xavier một gia đình xin ơn bình an nhân danh cha và con và thánh thần amen nguyện xin ơn sủng đức giêsu kitô chúa chúng ta tình yêu thiên chúa cha và ơn thông hiệp chúa thánh thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha hôm nay cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ cuộc khổ hình của Thánh Doan ông bị trảm quyết là chém đầu vì ông đã nói thẳng đã muốn cho Herod đừng đi vào con đường tội lỗi và hôm nay qua bài tin mừng chúng ta biết sau khi ông Doan bị trảm quyết Chúa Giêsu bắt đầu công bố ngài thành lập Bí tích thánh thể xin chúa tha thứ tội lỗi mà những lần chúng ta không dám nói sự thật cả nể hay sợ và nhất là chúng ta không ý thức được việc làm chứng cho sự thật cho chúa tôi thu nhận cùng thiên chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong Công tư tưởng, lời nói, việc làm, và, và những điều thiếu sót. <laughs> lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh, và anh chị em ừ, vẫn cầu cho, cho tôi trước tòa thiên chúa chúa chúng ta xin thiên chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời Amen. xin chúa thương xót chúng con xin chúa thương xót chúng con Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Chúa đã muốn cho Thánh Doan báo trước mầu nhiệm con Chúa sinh ra và con Chúa chịu chết. Xưa, Thánh Nhân đã anh dũng hy sinh mạng sống mình vì chân lý và vì chính đạo như thế nào. Nay xin Chúa cũng ban cho chúng con biết xả thân làm chứng cho tin mừng của Chúa như vậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trích sách tiên tri Zeremia trong những ngày ấy lời chúa phán cùng tôi rằng ngươi hãy thắt lưng hãy trỗi dậy và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi đừng run sợ trước mặt họ vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ hôm nay ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc một cây cột bằng sắt một vách thành bằng đồng trước mặt các vua judah các hoàng tử các tư tế và dân chúng xứ này họ sẽ chiến đấu chống ngươi nhưng ngươi không thắng được ngươi nhưng họ không thắng được ngươi vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc câu đáp. con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tui hồ muôn đời theo đức công minh Chúa. Xin cứu nguy và giải thoát con Xin ghé tai về bên con và giải cứu Liền con sẽ loan truyền sự Chúa công minh Xin trở nên thạch đồng để con dung thân Và chiên lụy vững bền hầu cứu đồ con Vì Chúa là đa tàng là chiên lùi của con lạy chúa con xin cứu con khỏi tay đưa an miệng con sẽ loan truyền sự chúa công minh bởi ngài là đấng con mong đợi thân lạy chúa lạy chúa ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân ngay từ trong bụng mẹ Con đã ném mình vào chúa Từ trong thai mẫu Chúa là đừng bảo vệ con Con đã luôn luôn cày trông vào chúa Miệng con sẽ loan truyền sự chúa công minh Miệng con sẽ loan truyền sư chúa công minh và suốt ngày kể ra ơn ngài giúp đỡ lạy chúa chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu và tới bây giờ con còn kể những sự la của ngài Miệng con sẽ loan truyền sự chúa công minh. kính mời cộng đoàn đứng Alleluia, Alleluia, cũng cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, vua Herode sai lính đi bắt ông Doan và giam ông trong ngục. Nguyên do là tại vì bà Herodia, vợ của Philip là anh của vua, mà vua đã cướp lấy. Vì ông Doan bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ của anh mình. Phần bà Herodia, bà mưu toan muốn giết ông Doan, nhưng không thể làm gì được vì Herode kính nể ông Doan biết ông là một người chính trực và thánh thiện và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại rất vui lòng để nghe. Dịp thuận tuyển xảy đến vào ngày sinh nhật của Herod, khi vua thiết tiệc đại các quan đại trong các quan đại thần ở trong triều cùng các sĩ quan và những người vị vọng trong xứ Galilee. Khi con gái của bà Herodia tiến vào nhảy múa làm đẹp lòng vua và các quan khách. Vua liền nói với cô ấy rằng: "Con muốn gì cứ xin trẫm sẽ cho. Và vua thề, con xin bất kỳ điều gì, dù là nửa nước này trẫm cũng cho." Cô gái ra hỏi mẹ: "Con nên xin cái gì?" Mẹ cô đáp: "Xin cái đầu của ông Doan." Cô liền vội vàng trở vào và xin vua: "Con muốn đức vua ban cho con cái đầu của ông Doan đặt trên cái đĩa này." vua buồn lắm nhưng vì lời thề và vì có các quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó bật lòng và lập tức ông sai một thị vệ đi lấy đầu của doan đặt trên đĩa viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu doan đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ và cô ta đem lại cho mẹ nghe tin ấy các môn đệ của doan đến xin lấy xác ông và mai táng trong mộ đó là lời Chúa. Là... Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu Alleluia chúng ta vừa đọc, nó nói lên một trong tám mối phúc thật. Phúc cho ai bị bắt hại vì lẽ công chính. Ông Doan bị bắt hại vì lẽ công chính. ai cũng biết lý do ông Doan bị bị giết chết. Mà cái biến cố này Thánh Ma Cô viết ngay trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu trước khi Chúa loan báo ngài cũng bị giết chết. Chúa Giêsu bắt đầu nói nhiều về cuộc khổ nạn của ngài, bởi vì ngài biết giới lãnh đạo do thái đang rắp tâm giết Chúa. Những người thân cận trong dòng tộc của Chúa Giêsu không muốn Ngài bị người ta nói là điên khùng. Cho nên mời Đức Mẹ đi đem Chúa Giêsu về. Còn dân chúng thì muốn theo Chúa nhưng lại sợ những nhà lãnh đạo tôn giáo vì họ có quyền. Sau khi ông Doan bị trảm quyết Thánh Cô ghi nhận Chúa Giêsu báo trước việc Ngài lập bí tích thánh thể qua cái dấu lạ là biến bánh với cá ra nhiều cho đám đông ăn về phần thể xác và sau đó nói những câu mà hai tuần vừa rồi mình nghe nó nhiều người cho là chói tài ăn thịt của Chúa và uống máu của người muốn giới thiệu giao ước mới của Chúa Giêsu cho nhân loại biết Thánh Doan đã làm hết mình, đã làm chứng nhân mà chứng nhân bằng máu và ông thà chết vì chân lý còn hơn sống vì những gian trá. Cho nên từ cái giai đoạn mà ông Doan qua đời, máu của ông và bí tích thánh thể Chúa lập nó có máu. Chúa Giêsu gọi là lập một giao ước mới trong cái di chúc. Chúa nói để ban ơn cứu chuộc cho loài người. Và Ngài nói nay là giao ước mới, giao ước vĩnh cửu trong máu tôi. Máu đã đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội. Vậy tôi hỏi quý vị, giao ước mới vì thì có cái giáo ước cũ lúc nào? hồi nào? Khó trả lời. Có người bảo Chúa giao ước với dân Do Thái khi ra khỏi chiếc tàu của Noe nhìn thấy một cái cầu vòng và Chúa hứa không bao giờ bị nước lục giống như vậy nữa. Hay là ở trong sách sáng thế ngay từ khi ông Adam và bà Eva phạm tội Chúa đã có lời hứa nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề đó sau nhưng bây giờ mình nói Chúa Giêsu xác nhận đây là giao ước mới và giao ước vĩnh cửu đổ ra trong máu của tôi cho nên mới gọi là giao ước bằng máu cái điều đó không biết mình mình có hiểu giao ước bằng máu làm sao như vậy mình phải tìm hiểu lại chữ giao ước đi giao là phải có hai bên mới có chữ giao tiếp rồi ước là hứa hai bên hứa cái gì đó mỗi thánh lễ chúng ta nghe đây là chén giao ước mới trong máu thầy một giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho anh em, cho các con và nhiều người được tha tội. về giao ước mới, như ngày nay chúng ta hiểu giao ước là sự ký kết nó cao hơn giao kèo. mà muốn có giá trị thì phải có nhân chứng và nhất là có đóng dấu thị thực về hành chánh. một cái tờ giao kèo muốn có hiệu lực phải có con dấu thị thực ngày xưa không có con dấu thị thực thì người do thái nhất là những người semit là những người dân trung đông đó, gồm có ả rập palestine do thái đó. thì hai người hứa cái gì với nhau thì người ta giết một con vật nghèo nghèo thì cũng có con bồ câu lấy máu của nó búng lên hai người đó đó ghê thật đó nha và nếu là một cái giáo ước quan trọng có thể giết một con cừu, con chiên và lấy máu rảy lên. Mới gọi là có giá trị. Ngày xưa ta làm như vậy, cho nên mình mình phải chấp nhận như vậy thôi. Giao ước có giá trị vì máu của lễ tế được rảy lên hai bên để cho biết từ nay ai không thi hành thì có liên can tới máu nó cũng ghê ghê ha. máu lễ tế làm cho điều giao kết hai bên có giá trị được chứng thực một cách công khai nó ràng buộc hai bên với nhau vì thế gọi là giao ước bằng máu bây giờ hiểu rồi Chúa nói hãy cầm lấy mà ăn này là mình thầy con người thường khi vui nhất thì người ta sẽ tổ chức ăn uống trong cái thế giới Ả Rập hay nói chung nói riêng là cái nhóm dân Semit gồm có con cháu của ông Sem, ông Kham và ông Japheth mấy người con của Abraham mà họ chống đối nhau đó bây giờ có nhóm hồi giáo đó bữa ăn có ý nghĩa là chung một sự sống thưa quý vị đặc biệt biết điều này người hồi giáo cũng rất tuân thủ cái này Ai ăn chung một miếng bánh với họ, không bao giờ họ giết. Nó lạ ha. Câu chuyện mà cha Thế Thuấn đọc được từ những nhà truyền giáo, người Anh hay người Pháp ở thế giới của Hồi giáo. Biết có một bộ lạc kia có một người vô tình làm chết một thanh niên khác vô tình. Nhưng mà cái quyết thù là phải trả. Anh là một người tôi chết anh phải chết. Mà cái người đó biết như vậy cho nên mới trốn. Để đừng có tìm ra. Bởi vì hãy tìm ra là mắc thế mắc, răng thế răng thôi. Anh làm cho người con của tôi chết. Tôi sẽ làm anh chết giống vậy. Anh ta đi trốn. Chui vô trong sa mạc. Cực khổ trốn khá lâu. Rồi một hôm thì bảo cát nó đến. Rồi anh ta thấy mình chắc không còn sống được bao lâu. Mới bò bò ra bãi cát thì vô tình gặp một đoàn người lữ hành họ có lạc đà và như vậy thì núp vào cái hông con lạc đà để tránh bão cát rồi lấy khăn che lại bởi vì cát nó chui vào mũi thì mình chết là vậy đó mình thở không được rồi xong bão cát thì mấy cái đoàn người đó mới thấy anh chàng này đáng thương quá cũng là người ả rập hết người hồi giáo hết cho nên cùng ngồi ăn thì mời anh ta ăn. và người ta nhớ mặt anh sau này người ta bắt được anh là vì anh là người đã gây ra cái chết của một người trong bộ lạc của mình và người ta nói với ông bố anh này đã ăn chung với chúng tôi thế là không ai giết nữa bởi vì khi đã ăn chung là có mối liên hệ cao hơn ghê quá ha nghĩa là chung một sự sống Do đó, bài cái bài tin mừng hôm nay nói về cuộc trảm quyết của Doan. Tôi, tôi muốn mọi người nhìn lại cái cách sống của mình. Hồi đầu lễ tôi có nói, nhiều khi mình không dám nói thật với đứa con. Mình nể hay mình sợ mất lòng. Đúng hay sai, tôi không dám nói. Nó tùy trường hợp. Nhưng rõ ràng, ông Doan đã làm gương. Ông sống một cách chân thật. Ông đã làm gương. Ông đi trước Chúa Giêsu, ông chết trước. Ông cũng sinh ra trước và ông cũng chết trước. Mà cái chết của ông nó xảy ra ở một bữa tiệc. Rồi cái chết của ông nó đúng như lời ông nói. Chúa Giêsu chết thân thể còn nguyên. Ông chết mất cái đầu. Bởi vì ông nói phần tôi tôi phải thu ngắn lại. Tôi phải nhỏ đi. Còn Ngài thì phải lớn lên. Nội cái chết của ông thấy cái lời ông nói nó cũng ứng nghiệm. Thân thể ông cụt mất cái đầu. Đồ để đem chôn cái đầu dễ dầu, dễ dầu gì? Cái bà Herodia bà trả. Chắc bà cho người bỏ vô cối, quét nát ra luôn á. Thì thử ra cái, cái lời mà Doan nói, phần Ngài phải lớn lên, còn phần tôi phải thu ngắn lại nó đúng đúng theo nghĩa đen rồi thứ hai cái chết của ngài nó xảy ra trong một bữa tiệc vui tiệc sinh nhật của vua herodê chúng ta không bàn là cái việc ông herodê hứa trúng hay không từ đó chúng ta mới học được bài học cái điều nên hết sức cẩn thận là đừng hứa bởi vì hứa mà không làm thì nó tệ hại hơn đừng hứa Nhất là hứa với mấy đứa nhỏ Đừng tưởng nó quên Nó không quên đâu Và như vậy mình mất uy tín Ông Herode cũng lỡ hứa Có lẽ do sai sai ngà ngà rồi Mình không nói cái đó Nhưng mà cái đĩa là đựng thức ăn Bây giờ lính nó cầm từ dưới ngục lên Chắc chắn là nó lấy vải nó che lại Nó bưng vào Thì cái cô bé cầm cái đĩa đó Đi giữa các thực khách để trao cho mẹ ai không biết thì nhìn chắc món gì lạ lắm mà. ăn chắc ngon lắm cho đến khi mẹ nó dở khăn ra túm cái tóc của ông doan dơ lên về mọi người mới ngã ngửa ra cái đầu của một người thì hóa ra hóa ra cái điều mà chúng ta nói máu của những người chết để làm chứng cho chúa trở là thành lương thực nuôi sống đức tin hay nó cũng có cái hình hình ảnh được đặt trong cái đĩa để đáng lẽ cho người khác ăn. Do đó, chúng ta học được bài học sống đạo hay sống một cách chân thật. Không, không nể, không sợ. Sáng nay tự nhiên người ta xôn xao trong nước là vì có một trường đại học nước ngoài tổ chức ở Việt Nam, mở trường ở Việt Nam mà cái câu khẩu hiệu đứng đầu bằng cái chữ đừng sợ bằng tiếng Anh. Xôn xao lắm bởi vì cái câu đừng sợ đó của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã giật sập chế độ Cộng sản Ba Lan. Ngày về xuống phi trường hôn cái đất của phi trường. Đứng lên là nói liền tất cả các anh em, sinh viên, các thợ thuyền. Chúng con đừng sợ. Người ta, người ta đang xôn xao. Không biết là trường đại học đó có bị nhà nước làm gì hay không, tôi không biết. Nhưng người ta đăng tùm lum lên hết. Cái chữ đó rất to. Tự nhiên một trường đại học mở cửa để mời sinh viên vào mà câu đầu là đừng sợ. Cái câu quảng cáo đó mấy vị về lên lên mạng tìm rồi, tôi thắc mắc từ sáng đến giờ. Mà rõ ràng người Công giáo không có gì phải sợ. Thật sự chỉ sợ mình sống ngoài ân tình của Chúa, chỉ sợ mình sống giả hình. Mà tới ngày mình chết thì tất cả mặt nạ sẽ bị lột ra. Đó đáng sợ lúc đó người ta thấy cái mặt thật của mình xấu hổ tới vô cùng. Đó là phán xét riêng. Thì mình xấu hổ với Chúa thôi. Còn phán xét chung là tất cả mọi người sẽ biết hết mọi việc mình làm. Người ta gọi là cuộc trình bày với Chúa là phán xét riêng. Còn sự công khai hóa tất cả những việc gì mình làm lúc còn sống, dù tốt hay xấu, công khai hóa có nghĩa là ai muốn biết đều được biết. Ôi trời ơi, thế thì nguy quá. Cho nên, theo cái gương của ông Doan, đừng sợ sống đúng lương tâm của mình. Mình sẽ được bình an. Bởi vì cuộc đời này cũng có hai điều mà quý vị suy nghĩ lại coi. Tôi nói này để kết thúc. Sống và chết, phải không? Chết thì yên thân. Vậy có gì đâu lo. Còn sống sống cũng có hai điều khỏe mạnh hay bệnh tật khỏe mạnh thì không nói bệnh tật cũng có hai điều được lành và không lành được lành thì không nói nhưng bây giờ không lành không lành cũng có hai điều hoặc là sống lây lất hoặc là chết sống lây lất được cũng mừng rồi còn chết chết cũng có hai điều thiên đàng hay quả ngục mà nếu lên thiên đàng thì vui rồi mà quả ngục thì sao biết mồ quả ngục chắc cũng có hai điều nữa không biết có hối lộ được cho quỷ không <cười> tức cười ha mà sự thiên đàng quả ngục là hoàn toàn do mình tin thôi chứ không ai có kinh nghiệm gì để về nói với mình nhưng cái công khai hóa thì có thể có mọi hành vi mình làm dù tốt hay xấu cho nên lúc còn sống dùng như cái computer đó cứ tập delete hết đi bởi vì khi tắt máy rồi thì đâu có delete được nó, nó giữ nguyên à Ai xài computer rồi biết Đang làm mà cúp điện là nó giữ nguyên đó Mình chưa xóa Rồi ngược với xóa Mình hãy save Hãy nhồi những cái gì tốt vô đó Đang lúc còn sống không làm Chết rồi Cái máy nó đứng yên Chúa đến chúa mở ra chúa coi Trời ơi Xấu hổ quá Còn đỡ nhưng tới ngày phán xét chung, đứa bé nó cũng chạy tới, nó bấm cái máy của chị Đậu lên để nó ngó coi chị làm cái gì. Chết mồ rồi. Nó bấm cái máy của bà Khuy lên, nó đu trời ơi, hồi 20 tuổi bà làm cái gì nó thấy hết. Rồi chết cha rồi. Nó bấm cái máy của ông Hồng lên, trời rồi ơi, phá phách chưa từng có trên lịch sử loài người. Vân vân, đủ thứ. Nguy quá quý vị ơi. Cho nên tôi thấy ông Doan, ông có chuẩn bị rồi ông xe và một cái rất quan trọng bằng máu và, và ông được coi là nhân vật cao trọng nhất trên nước trời đó chúa xu khen đó cho nên cảm ơn chúa cho chúng con buổi lễ hôm nay nếu xét về phương diện nào đó chúng con là một người cha một người chồng một người ông trong gia đình có những lúc phải nói sự thật có những lúc không được phép sợ có những lúc làm chứng rằng chân lý của chúa là đúng và chúng ta làm một cách hiền ngang Lạy Chúa là Chúa cả trời đất. Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến. <laughs> Lạy chúa là chúa cả trời đất chúc tụng chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người chúng con dâng lên chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con chúa. anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được thiên chúa là cha toàn năng chấp nhận. Xin chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ta cùng tôn vinh danh chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thế hội thánh người. Lạy chúa, xin vui lòng chấp nhận những lễ vật chúng con dâng lên chúa và ban cho chúng con cuộc sống một cuộc đời ngay thẳng theo đường lối Chúa vạch ra như Thánh Doan đã rao giảng nơi hoang địa ngày xưa và ông đã can đảm làm chứng đến giọt máu cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha hãy nâng tâm hồn lên chúng con đang hướng về chúa hãy tạ ơn chúa là thiên chúa chúng ta thật là chính đáng là cha chi thánh là thiên chúa toàn năng hằng hữu chúng con tạ ơn cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu chuộc cho chúng con nhờ đức giêsu kitô chúa chúng con Chúng con ca ngợi những kỳ công mà Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan. Cha đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người dương thế chưa sinh ra, người đã nhảy mừng khi đấng cứu chuộc trần gian ngự đến và lúc chào đời, người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là Thiên Thiên Chúa đến để cứu chuộc trần gian. Hơn nữa, trên dòng sông Jordan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hóa mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho chân lý cho đức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con tuy còn ở dưới trần gian, nhưng xin luôn được ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô vinh quang Cha rằng, Thành Thành hay? chúa là thiên chúa các đạo binh trời đất đầy vinh quang chúa hoan hô chúa trên các tầng trời chúc tụng đông ngự đến nhân danh chúa hoan hô chúa trên các tầng trời lạy chúa chúa thật là đứng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện vì thế, chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói, tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giáo ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là màu nhiệm đức tin. Lạy chúa kêu thế Chúa đã dùng giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng, hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Là Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spurgeon của chúng con và toàn thể các linh mục trong tổng giáo phận đang tham dự ngày cuối cùng của kỳ tĩnh tâm thường niên. Xin Chúa nhớ đến các tôi tới Chúa, Maria Nguyễn Thị Mai Hiên, Teresa Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Bá Hoang, Kim Nguyễn Văn Lập, Micae Nguyễn Trung Quân và Francisco Xavier mà Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những vị đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Du Xe, bạn Thánh Sạch Đức Trinh Nữ, Thánh Doan đã chịu trảm quyết vì chân lý của Chúa. Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và dâng lên Cha trên trời cùng với những người bệnh nhân trong cộng đoàn chúng ta. Lạy cha chúng, chúng con, con ở trên, trên trời Chúng con nguyện Nước danh trời. cha ca sáng Nước, Nước cha chỉ đến Ý cha. cha thể hiện dưới đất, đất cũng như, như trên, trên trời. trời Xin cha, cha cho, cho chúng, con chúng con hôm nay lương thực hàng ngày Và tha nợ chúng, nợ chúng con Như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, ở chung con. Chung con xin chớ để chúng, chúng con xa chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ là chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an nhờ chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hàng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. đừng xóa tôi trần gian xin ban bình an cho chúng con đây chiên thiên chúa đây đấng xóa tội trần gian phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc chiên thiên chúa Lạy chúa con, con chẳng đang chúa ngự vào nhà con nhưng, nhưng xin Chúa, Chúa phán một, một lời thì linh hồn, hồn con sẽ là Ca hiệp lễ, ông Doan nói về Chúa Giêsu như sau. Phần người, người phải nổi bật. Còn phần tôi, tôi phải nhỏ bé và lu mờ đi.

bài thánh ca này mà ai có giọng truyền cảm hát solo chắc đánh động lắm khó hát ha. ca viên nào thử tập một mình hôm nào hát một mình đó là lời tâm sự của một người mà mình hát chung thì nó cũng hay nhưng tôi cũng ước mơ được nghe một người hát thôi nó nói lên đây trong một bệnh viện điên đoàn thanh tra tới khám không thấy bệnh nhân đâu hết ban thanh tra đi bảy tám người có ông tổng giám đốc đi tới thấy, thấy tới cái phòng rộng nhất giường đầy gần một trăm giường không thấy ai ông tổng giám đốc mới hỏi ban thanh tra tổng giám đốc đi chung với ban thanh tra này các thanh tra đâu bệnh nhân đâu cả rồi thế là ông thanh tra cũng hơi lo lo nói, này bệnh nhân ở đâu hết dạ chúng tôi ở dưới giường làm cái gì dưới đó mà bác sĩ giám đốc đâu bác sĩ giám đốc nói tôi cũng có mặt ở dưới giường ban thanh tra nói chui ra ngay có mình ông giám đốc ra xin phép cho một mình tôi ra thôi tại sao vậy đây là giờ thực tập đang sửa xe nằm sửa xe dưới sàn xe thế là chắc ông giám đốc đó sẽ ở lại chung với bệnh nhân luôn á khỏi cần khám nữa sửa xe rồi có hai bệnh nhân điên điên mà bây giờ ở lâu quá chán nó ăn cắp được chìa khóa xe hơi của ông bác sĩ giám đốc ghê chưa rồi hai thằng xuống mới nói bây giờ mình mở máy chạy rồi mình đi ra biên hòa đi về sài gòn đi ra cái thấy thằng lây hoay mở cái cốp lên lấy tuần nó vít là lấy mấy cái manivel rồi ra tháo bánh xe thằng kia hỏi mày làm gì ấy bổ nó hư không tháo hết bốn bánh mình mà tháo hết bốn bánh thì thứ nhất cảnh sát không theo dấu vết được bởi vì nó thấy dấu vết là nó đi tới nơi đó. Thứ hai là không có đứa nào đuổi kịp mình nữa bởi vì mình lấy bánh hết rồi. Nó phải nói điên Điên. Rồi thêm một người nữa. Hai thằng điên rủ nhau đi trốn. Mà đi bộ thôi không có đi xe. Đi ngang cái nghĩa trang của bệnh viện tâm thần đó. Một cái thằng lây hoay lấy cây xe xoắn nảy ra một cái mộ bia mình kia hỏi mày làm gì vậy ít nhất đi ra biên hòa cảnh sát nó hỏi thẻ căn cước thì mình có để mà đưa thôi rồi xong luôn có tên tuổi đàng hoàng tôi thấy chắc không có ai đâu trong mình giống giống vậy đâu mà nếu có giống vậy thì chắc cũng hạnh phúc lắm cả ngày ngồi cười thôi hôm nay mời quý vị ghé xem hai cái phòng đã hoàn tất những phòng còn lại sẽ chia cho thiếu nhi hay các lớp học nó đẹp lắm lâu nay nó bị quan phí một cái phòng chuyên môn để dụng cụ và có hai nhà vệ sinh nhưng không dùng được thì bây giờ đức cha hay các cha lạ có tới thì cũng có nhà vệ sinh bởi vì có một lần một cha hình như cha hoàng mạnh hùng hỏi đi vệ sinh ở đâu nói ra đi chung với giáo dân cái ông nói tớ thà nín ông mắc cỡ chứ thì giờ có chỗ riêng tôi thấy ngày mai chắc là đồng chí quản nhiệm về rồi thì quý vị phải nhắn lời là tôi gửi lời là chúc mừng vì đồng chí đã làm đạt yêu cầu đạt chuẩn mà không cần chỉnh nữa và tất cả mọi người đều duyệt mình phải dùng chữ vậy Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Lạy Thiên Chúa là Chúa của chúng con. Chúng đang cử hành bí tích thánh thể để kính nhớ Ngài Thánh Doan bị trảm quyết. Xin cho bí tích này vừa giúp chúng con ca tụng các việc kỳ diệu Chúa đã làm, vừa đem lại cho chúng con niềm vui được hưởng nhờ ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong. Chúc quý ông bà và anh chị em đi bình an cảm ơn và chúc một buổi tối bình an hạnh phúc mẹ ơi đời con dối bước theo mẹ lòng con quyết nói gương mẹ xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng mẹ ơi